chồng trơn bà hàng xóm, có gì vui? Không phải là khoan nước nào, trà sữa là trà tắc. Trà sữa. Tại sao vậy? Trà sữa ngon hơn. Cái này cũng ngon mà. Anh làm muốn gạt sữa thôi. Chúc mừng bà ngoại, con cũng làm pha sữa tặng bà luôn. Ê, bánh rán bà quậy, em cần cái nào? Em cần bà quậy. Không bột quậy ngon hơn. Tiếc cho em quá, chị là fan bánh tráng nên chị không có tặng được cho em nha. Em ơi, em muốn thử và đoán thử xem nước đây là nước gì. Rồi, đây là nước gì? 5, 4, 3, 2, 1. Nước trứng gà. Nước trứng gà hả? Sai rồi nha. Em ơi, em biết đây là hoa gì? Chẳng qua tầm vậy. Thôi, em muốn mà đoán xem đây là nước gì nè. Nước gì? Sai rồi cô nha. Em ơi, em chọn fan trà sữa là trà tắc. Tại sao? Trà tắc. Ok, xin lỗi em nha. Anh là fan trà sữa, không tặng cho em nha. Em ơi, chỗ em bắt đầu có tao nha. Chị là fan trà sữa là trà tắc. Chị là fan trà tắc. Tại sao? Vì trà tắc nó có vị chua chua ngọt ngọt. Em là fan trà sữa, không tặng chị được đâu. Thôi, đây là hoa gì?